kịch bản kế vị hậu Kim Jong Un. Những tin đồn về tình hình sức khỏe của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un đang gây xôn xao dư luận. Những thông tin này đúng hay sai chúng ta chưa có điều kiện kiểm chứng và hãy để cho thời gian trả lời. Tuy nhiên, diễn biến này khiến cho người ta không thể không đặt câu hỏi kịch bản nào sẽ diễn ra nếu như Kim Jong Un ở vào tình trạng không thể đảm đương nhiệm vụ hoặc là qua đời đột ngột. Có nhiều dự đoán rằng đệ nhất tiểu muội của Kim Jong Un có thể sẽ vươn lên nhưng vẫn còn quá sớm để nói về điều này và mọi chuyện không đơn giản như thế, đặc biệt là trong một nền văn hóa vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của nho giáo. Dựa theo những thông tin cũng như những đánh giá được tiết lộ từ trước đến nay, việc Kim Yang Un có vấn đề về sức khỏe là có thật, nhưng ở mức độ nào thì chưa thể biết được. Vì điều này, Kim Yang Un hẳn phải chuẩn bị cho một kịch bản đảm bảo sự cầm quyền nối tiếp của con cháu Kim Nhật Thành, tránh sự hỗn loạn và dẫn đến nguy cơ sụp đổ của chế độ nếu như ông ta có mệnh hệ gì theo quan sát của tôi sự chuẩn bị cho việc kế vị này dường như đã được đẩy mạnh vào cuối năm ngoái như những gì người ta thường nghĩ về một chế độ cha truyền con nối kim Nhân un có con trai nhưng còn quá nhỏ để có thể nằm trong một tính toán nào đó vì thế bắc hàn phải chuẩn bị cho một kịch bản khác nhằm duy trì ngôi vị cho dòng máu từ bạch đầu sơn của kim nhật thành từ cuối năm ngoái đã có một số diễn biến đáng chú ý liên quan đến con cháu của kim nhật thành Đầu tiên là Kim Pyong In, người em trai cùng cha khác mẹ của Kim yang Y, cha của Kim Jong Un, được triệu hồi về nước vào tháng 9 năm ngoái. Kim yang In là người con trai có nhiều điểm giống Kim Nhật Thành nhất và những tiết lộ từ trước đến nay cho biết ông từng thất bại trong cuộc đấu đá giành quyền kế vị với Kim Jong In. Dù có sự hậu thuẫn của người mẹ ruột Kim Song E, vốn được ví là giang thanh của Triều Tiên, cùng với chú ruột Kim Yang Yu. Sau khi thua cuộc trước người anh trai cùng cha khác mẹ, sau khi thua cuộc trước người anh trai cùng cha khác mẹ, Kim Yang In bị đi đày ở Đông Âu, kinh qua nhiều vị trí đại sứ ở các nước này như Ba Lan và Cộng hòa Séc cho đến khi được triệu về nước. Khi Kim Yang In hồi hương sau hàng chục năm, nhiều dự đoán rằng ông bị gọi về để kiểm soát, tránh nguy cơ trở thành minh chủ của một chính phủ lưu vong từng được bàn tán nhiều sau sự xuất hiện của nhóm dân phòng Cheolima và vụ ám sát Kim Yang Nam. Một nhận định khác cho rằng Kim Young-in được ân chuẩn cho phép trở về nước nghỉ hưu và dưỡng già. Tuy nhiên, tôi lại thiên về một nhận định khác, đó là Kim Young-in được triệu về trong một kịch bản chuẩn bị cho việc kế vị nếu như Kim Young-un gặp bất chắc. Điều thứ hai đáng lưu ý là sau nhiều năm ẩn giật, tưởng đã lặng lẽ qua đời sau vụ xử tử người chồng quyền lực Yang song Thích năm 2013, Kim Young-hui, em ruột của Kim Young-in đã tái xuất vào tháng 2 năm nay, xuất hiện trong một buổi văn nghệ bên cạnh Kim Young-un. Điểm thứ ba là Kim Yo Yang, em gái của Kim Yang Un xuất hiện như một chính khách độc lập, lên tiếng về quan hệ liên triều và thậm chí đưa ra một số chỉ đạo với quân đội. Kim Yo Yang được bầu làm ủy viên sự khuyết bộ chính trị. Kim Yang Un còn một người anh trai là Kim Yang Chu, nhưng người này bị đánh giá là khá yếu đuối và không có phẩm chất phù hợp cho hoạt động chính trị nên không được xét đến. Ngoài ra, Kim Yang Un còn có một người chị cùng cha khác mẹ là Kim Soi Song, từng giữ vai trò thư ký của Kim Yang In nhưng chỉ đóng vai trò ở hậu trường. Ba diễn biến mà tôi nêu trên đưa tôi đến một giả thuyết rằng Kim young Un chuẩn bị cho một kịch bản kế vị và nó tồn tại như một hình thức hội đồng nhiếp chính. Hội đồng nhất chính này sẽ bao gồm Kim Pyong In, Kim Kyong Hui và Kim Yo Yang, có thể có thêm vai trò phụ của Kim Soi Song. Đều là con cháu trực hệ của Kim Nhật Thành. Họ ở một mức độ nào đó có tính chính danh của dòng máu cách mạng Bạch Đầu Sơn và thành thục về chính trị. Tuy nhiên trong cả ba không ai vượt trội để trở thành người kế vị. Đó là giải pháp mua thời gian để giữ sự ổn định trước khi có thể có một lựa chọn khả dĩ hơn, như khi con trai của Kim Jong-un hoặc một người cháu nào đó trưởng thành. Có thể có ai đó cho rằng Kim Pyong-in là một nguy cơ và khó có chuyện Kim Jong-un vời đến người chú thất sủng của mình. Nhưng để bảo đảm duy trì quyền kế vị của con cháu Kim Nhật Thành, việc họ thỏa hiệp không phải là không khó khăn. Kim Jong Un tàn phế hoặc là qua đời, cơn ác mộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thành sự thật. Kể từ ngày 21 tháng 4, cộng đồng quốc tế tràn ngập các bài báo đưa tin về tình trạng sức khỏe của nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong Un có chuyển biến xấu. Cơ quan tình báo, nhà báo và nhà nghiên cứu của các nước đang cố gắng làm rõ tình hình. Rốt cuộc Kim Jong Un đã đi đâu? Nhiều phương tiện truyền thông trích dẫn tình báo Hoa Kỳ nói rằng nhà độc tài Kim Jong-un đang trong tình trạng nguy kịch sau khi trải qua phẫu thuật tim mạch gần đây. Một số quan chức tình báo Hoa Kỳ còn nói với CNBC News rằng Kim Jong-un có thể bị tàn phế. Ngày 22 tháng 4, Newsweek phân tích nếu Kim Jong-un chết hoặc tàn phế, đó sẽ là cơn ác mộng lớn nhất của Bắc Kinh bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sứt đầu mẻ chán vì phải ứng phó với virus Vũ Hán, chiến tranh thương mại các vấn đề Hồng Kông và suy thoái kinh tế. New York đưa tin, từ xưa tới nay, Triều Tiên luôn là kẻ bài ngoại giao hữu dụng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quốc gia bí mật này cung cấp một vùng đệm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngăn cách với Hàn Quốc Dân Chủ và hàng ngàn quân đội Mỹ, cho nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng điều động hơn một triệu quân đến Triều Tiên để thực hiện cái gọi là kháng chiến chống Mỹ, viện trợ Triều Tiên. Hiện tại Kim Jong-un không có người kế nhiệm rõ ràng. Nếu ông ta thực sự qua đời, có thể sẽ khiến cho quốc gia Triều Tiên rơi vào hỗn loạn. Đây là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn nhìn thấy. Đối với tình hình hiện nay của Đảng Cộng sản, có thể nói là họa vô đơn chí. Cho dù Kim Jong Un bị bệnh hay là qua đời, đó đều là một yếu tố không ổn định, khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt với một yếu tố bất ổn khác. Cựu đại diện đặc biệt của chính sách Triều Tiên Joseph Yang nói với Newsweek nếu sức khỏe của Kim Nhân Un xấu đi, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho dù xảy ra chuyện gì, đối với Bắc Kinh, việc họ phải thiết lập một người lãnh đạo tín nhiệm ở Triều Tiên là cực kỳ quan trọng. Bắc Kinh muốn một người mà họ biết, một người có quan hệ với họ, Joseph Yang nói. Ông biểu thị Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng trường hợp xấu nhất là nếu Triều Tiên xuất hiện tình hình hỗn loạn thì Hàn Quốc hoặc Hoa Kỳ có thể lợi dụng khoảng chống quyền lực của Triều Tiên Ông nói Hàn Quốc là nước có nhiều mối quan hệ lợi hại nhất với Triều Tiên, tiếp theo là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng Hàn Quốc không có bất kỳ thẻ bài nào mà Bắc Kinh lại có rất nhiều thẻ bài tại Bình Nhưỡng. Nếu Triều Tiên xảy ra nội chiến hoặc đất nước sụp đổ, điều đó có nghĩa là hàng triệu người tị nạn sẽ đổ về Hàn Quốc hoặc là Đông Bắc Trung Quốc. Họ bị suy dinh dưỡng và mang trong mình nỗi đau của chủ nghĩa cộng sản. Harika Jenik, giám đốc cấp cao của Phòng nghiên cứu Hàn Quốc thuộc Trung tâm Lợi ích Quốc gia, nói với Newsweek, cơn ác mộng đáng sợ nhất đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngoài khai chiến với Hoa Kỳ, còn lại chính là Triều Tiên xảy ra rối loạn. Mặc dù có những cuộc gặp gỡ thường xuyên với Kim Jong-un gần đây, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là fan hâm mộ của Kim Jong-un. Tuy nhiên, họ thà đối phó với một nhà độc tài mà họ biết, thay vì nhìn thấy vũ khí hạt nhân rơi vào tay người khác hoặc là bị bán ra. Kayanis ám chỉ Tập Cận Bình và các trợ lý cao cấp của ông rất có thể đang liên lạc với Kim Jong-un và em gái của ông để thám thính tình trạng sức khỏe thực sự của ông ta. Thật không may, ngay cả Tập Cận Bình cũng có thể không biết câu chuyện bên trong. Có lẽ ông ấy cũng như chúng ta thấy Kim Jong-un lộ diện lần nữa để phóng tên lửa hoặc Triều Tiên tuyên bố cái chết của ông ta thì mới có thể biết được. Đại Á Châu Tự Do dẫn lời các nguồn tin cho biết, để đảm bảo sức khỏe cho Kim Jong-un, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn có một đội ngũ y tế gồm các chuyên gia chờ lệnh bất cứ lúc nào. Nếu Kim Jong-un mắc bệnh qua đời, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có những chuẩn bị tiếp theo. Nếu Kim Jong-un chết, Trung Quốc sẽ ngay lập tức nâng đỡ một ứng cử viên. Có hàng ngàn đặc công Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Triều Tiên đang bảo vệ cho Kim Jong-un. Luôn có hàng ngàn lính đặc chủng và đặc công ở đó bảo vệ cho ông ta, cũng là để phòng ngừa chính biến. Nguồn tin cho biết. Truyền thông Mỹ đưa tin chính phủ Hoa Kỳ đã xây dựng một kế hoạch ứng phó toàn diện để đối phó với cái chết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn có thể sẽ xảy ra ở Triều Tiên. Mỹ và Việt Nam cùng im lặng ở Đà Nẵng. Vậy là sau bao nhiêu đồn đoán, cuối cùng chiếc USS Theodore Roosevelt cập cảng Đà Nẵng vào ngày 5 tháng 3 năm 2020, đúng 2 năm sau ngày chiếc USS Carvingson cập Đà Nẵng. Và cũng đúng 55 năm, ngày toán thủy quân lục chiến đầu tiên đổ bộ bãi biển Đà Nẵng, ngày 8 tháng 3 năm 1965. Không rõ ai trong số những người lính thủy trên chiếc tàu USS Theodore Roosevelt là con cháu của những người lính thủy quân lục chiến năm xưa. Hay có ai trong nhóm bộ đội biên phòng Đà Nẵng đón tàu hôm nay là con cháu những Việt Cộng đụng độ với thủy quân lục chiến Mỹ ở Vạn Tường sau cuộc đổ bộ. Lịch sử thay đổi ngoạn mục dù ta muốn hay không. Một điều ai cũng dễ dàng nhận thấy là Theodore Roosevelt không ồn ào như Carvinson năm xưa. Lần này ta chả thấy tòa bạch ốc lẫn ba đình nói gì. Báo Mỹ thì bận loay hoay với các cụ già thất thập cổ lai hy người Mỹ như Bernard Sanders, Joe Biden, Donald Trump. Chỉ có một số kênh truyền thông tiếng Việt tò mò tọc mạch. Một cái chuyện vẫn còn hấp dẫn người Việt Nam Châu. Tôi thấy hai chuyện trong sự im lặng này. Thứ nhất là hai bên biến Thứ nhất là hai bên biến chuyện tàu Mỹ lai vãng bờ biển Việt Nam thành một chuyện bình thường. Nước Việt Nam Cộng sản vẫn luôn dương cao Nước Việt Nam Cộng sản vẫn luôn dương cao chính sách ba không, không căn cứ liên minh, không liên minh, không liên minh chống nước thứ ba để không làm phật lòng người anh em thù hận phương Bắc. Thế nhưng như một nhà quan sát có lần nói với tôi, trong một cái pháo đài nổ di động đó đậu trong cảng nhà mình, không liên minh thì là cái gì nữa? Chuyện thứ hai là Washington chấp nhận trò chơi của Hà Nội không chọc người Tàu. Chuyện chấp nhận Hà Nội thật ra đã có từ 4 năm trước, từ khi ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị là đảng trưởng, bước vào tòa Bạch Ốc. Lúc ấy ông không kiêm chức chủ tịch nước, không có một chức vụ danh nghĩa nào ở Mỹ giống ông cả. Nhưng Tổng thống Mỹ tiếp ông vì người Mỹ thực dụng, biết ông là người có thực quyền. Này cũng vậy, người Mỹ biết rằng hải quân còn dùng xuồng ba lá loại đó là đội hải quân có thể quần thảo với người Tàu chỉ cần cho họ vài chiếc tàu của US Navy đã hoàn toàn khấu hao như chiếc Hamilton chẳng hạn là họ có thể giúp cho người Mỹ khá tác lực ngay sự im lặng của Theodore Roosevelt cũng giống như sự im lặng của tướng Vịnh khi đi ngũ giác đài của các tướng Mỹ đến Hà Nội của các sĩ quan cấp tá Việt Nam đang được đào tạo tại Mỹ Hà Nội hiểu rất rõ Washington hơn Sài Gòn hiểu Washington ngày xưa Hà Nội hiểu rằng 3.200 cây số bờ biển của Việt Nam sát bên nước tàu là một chỗ dựa tuyệt vời của đệ thất hạm đội. Người Mỹ cũng hiểu rằng cuộc chiến ý thức hệ thời chiến tranh lạnh đã không còn nữa. Cuộc chiến ý thức hệ hiện nay nằm ở giữa lòng nước Mỹ, giữa Bernard Sanders và Joe Biden, chứ không phải là giữa Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc. Hai ông Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc không có ý thức hệ gì với nhau hết. Ông Donald Trump cầm cờ đỏ sao vàng của ông Phúc vẫy vẫy rất hồn nhiên tôi đoán chắc đây là lần đầu tiên ông thấy lá cờ đó ông donald trump cũng rất lớn tiếng chống cộng và cộng đồng chống cộng ủng hộ ông ở hải ngoại vỗ tay hoan hô nhưng ông chống cộng đây là ông dán nhãn cho ông sanders thôi chứ ông không chống ông phúc đâu ông thích chơi với ông phúc